Nào. Chào các bạn nhá, mình là Thái. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên Mẫu Sơn. Thì hôm nay mình sẽ đi một cái hội ở của đồng bào người Dao ở trên đỉnh, ở trên khu vực Mẫu Sơn, phải đỉnh Mẫu Sơn đó các bạn nhá. Ở phía đằng Công Sơn thì bây giờ mình đang có mặt ở đây, đang có mặt ở chỗ anh Quái Lợn và Lan nữa. Đi theo anh đi đến đấy luôn. Mình lần đầu tiên mình đi mình không biết nơi đâu. Đây, lợn quay ở bên trong anh nhá các bạn nhá. Đây này. Đây rồi, đây lợn quay đây. Bây giờ sẽ lát là sẽ mình với anh ấy, anh vừa đi bán là mình theo chân anh đi đến chơi hội luôn. Đây nhá, đây là khu vực Công Sơn đây. Mọi người nhìn thấy cái biển, lát là mình sẽ đi phía bên kia. Trời hôm nay cũng mưa một chút. Rồi bây giờ sẽ khiêng lợn đi ra xe và chúng ta sẽ đi. Ôi, có vướng xe em không? Chẳng cẩn thận nữa, không có cái giá gì nó chắc chắn hơn à. Đi đường, đi hình như là khoảng 6 cây đấy nhỉ anh Toàn nhỉ? Gần 10 cây cả. Xa phết đấy. Rồi, ok nhá, bây giờ sẽ nổ máy đi thôi các bạn ơi. Nào, bắt đầu đi chơi hội thôi. Thôi các bạn nhá, mình đã có mặt ở khu lễ hội của bà con người Dao ở trên Mẫu Sơn rồi đi nha các bạn nhá. Phía trước mình đây này. Đây đấy, phía xa xa kia là chỗ bà con tổ chức lễ hội dàn ra ngoài đường này luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong, mình giới thiệu cho các bạn xem là cái lễ hội của người Dao thì nó có những cái gì nhiều nhá. Đặc trưng nhất là mình thấy là cái bộ trang phục của người Dao rất là nổi luôn. Thôi, mời các bạn đi nhá. À, mấy thằng cu này chơi cái gì này? Chơi gì hả cu? Có trò gì này? Ô, hôm nay được bố mẹ mua cho á? Ô tô á nhỉ? Ồ, chơi phát xem nào, xem nào. Úi, con gì quay nè. Đây rồi nhá, bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới nhá. À, lần đầu tiên mình đi cái lễ hội này thôi, mình cũng không biết gì nhiều đâu các bạn ạ. Đây này, phía trước mọi người có thể nhìn thấy là cái bộ trang phục nổi bật của người Dao. Rất là nổi luôn. Đây, bán những cái đồ của phục vụ cho bà con trên này khá là nhiều. Đây này, nổi chưa? Phía trên là cái khăn chít đầu và một phía dưới. Bên ở đây có cả người nùng ấy nhá. Ở trong này bà con, đây bán rất là nhiều thứ đây. Đấy, các bà mua cứ đến lễ hội này là mình mua những cái này à bà? À. Những cái khăn này, những cái bộ trang phục của mình bán như này nó có đắt không bà? Khoảng ước chừng khoảng bao nhiêu tiền, khoảng được một bộ đây bà? 2-3 triệu một bộ quần áo mình đang mặc này. À, cái này là mình khắc tự may hay là mình mua đấy ạ? Khắc thêu. À, khắc thêu hết rồi ạ. À, đây như bà này là bà thêu ra, bà đem ra đây bà bán đấy đúng không ạ? À,
nhưng nó gần phá đâu mà có thể gần phá chỉ là chỉ phát thành đồng đồng đấy thế nào. Đây nha, có rất là nhiều những bà con người giao, họ đem thuốc ra đây họ bán nữa luôn. Bài thuốc cổ truyền đấy. Đây, những bài thuốc. Ở đây thì hội nó cũng đơn giản thôi các bạn ơi. Có ít người thôi, ở trên này đa phần đồng bào người giao với người nùng nhiều. Chưa có ấy. Chưa ai mở hàng hả chú? Nè, chào chưa bạn. Thôi, đi xuống dưới một chút xem nào nhá. Đây này, ở bên này thì cũng có những cái mâm để sắp sắn ra để ăn lợn quay. Lát nữa mình sẽ đến chỗ lợn quay của anh Đoàn mua một chút về ăn. Anh hôm nay đi chưa có ai mở hàng cho cả các bạn ạ. Xem có cái trò chơi gì không nhá. Nhìn phía dưới kia khá là đông. Mình thử xuống kia xem đấy là cái trò chơi gì. Đây, trò chơi. Những dịp này các em mới có điều kiện mua những cái đồ chơi này. Ô, thằng cu hôm nay mua được cái xoáy á. Wow, kìa, một con lợn quay khá là to. Đã lệ ra kệ. Kìa nhá, mình xuống dưới kia xem đây là cái trò chơi gì nhá các bạn nhá. Đồ ăn chín mọi người cũng đem lên trên này luôn. Bên này là hoa quả. Phía dưới này là trò chơi. Xem là trò chơi gì các bạn ơi. À, đông người xem thế. Nhìn thấy như là kéo co. Đúng không? Đúng rồi, kéo co các bạn ơi. Mười hai đội ở vị trí. Đội nào thắng à? Là ai? Hay là trận này trận chung kết à? Tranh giải. À, tranh giải à? Đây là thôn nào ấy, thôn nào ấy? Phiêng Luông, Phiêng Luông với nhà trường. À. Phiêng Luông với nhà trường. À, bên kia các nhà trường. Rất là máu nhỉ? Và các chị này rất là máu luôn. Máu. Chắc là khả năng là bên này sẽ thắng thôi. Bên kia toàn là tri thức mà. Wow, xem nào. Wow. Mày chuyển năm năm thôi. Em bé này chạy ra đi. Kéo. Kéo đi. Ôi. Thôi. Ôi, thua. Wow, bên kia hóa ra khỏe hơn luôn nhỉ. Tốt hơn đấy nhỉ. Hay là mọi người ở đứng ở đây xem rất là đông. Này. Và kín hết cả bên trên kia. Đổi à? Bây giờ lại đổi ấy. Để sân. À, đổi sân à? Đây là cái đúng là cái múa kia không kéo co đâu. Bây giờ cái kéo co số ảnh luôn rồi, nó cứ gì vậy ba.
Thế sao chị nhận được gì? Chắc có nhà trường mới cắt được chưa? Cố lên cho bài. Có ngay thế đó. Thả thỏa đi cho ta đó. Hai chân nữa. Nhà trường cố lên đó. À, bắt đầu chào. Ôi. Bên này không có thế đâu. Bên này không không ấy đâu. Bên này trơn mà. Bên này lại cao hơn. Bên này cao hơn. Bên này nó cao hơn nữa. Nên là ở bên kia bao giờ cũng có lợi hơn. Nếu mà kéo lại một lần nữa thì bên này chả thắng à? Khai rồi đấy. Lẫn quay đây. Quay đây. Trên tàu chỉ có nhiều khu ấy. Con này cũng phải lẫn quay. Cái này đây tàu là xin. Kít túc. Cái xin này em biết nát đây. Đấy chậm. Ở bên nào? Chạm đây nhỉ? Đấy chú nào? Đây. Chạm nào? Bên nào? Chỉ có ba chỉ thôi nhỉ? Bên nào? Ba chỉ. Bên này có mỡ. Tay cao anh. Ý. Bên này thương nhiều đấy. Mình lọc mà. Sớm mà. Bên này bên kia. Bên kia thì ăn nó ít xương hơn chút. Qua đây nhá. À, bên này nhá. Qua đây bao nhiêu bên này. Nhá. Điều chặt. ngon tí vào đoạn luôn. Tròn quá. Hôm tao nãy thì sóng lơ. Đây nó có thể kiếm chuyện thôi mà này. Đấy. Cái này đúng là trên hàng rồi đấy, ngon nhất đấy. Bà ngon. Cái ba chỉ là cân bao nhiêu? 200 hả? Chỉ cầm 200 thôi. Ở dưới còn có một con to lắm nhỉ? Của cái... Con to quá là ngon đâu. Ờ. Cái mà này ngon. Vâng, nó tầm vừa vừa thì nó đấy, ăn nó ngon hơn. Ngon mà. Vâng. Lạng Sơn là đi đâu hội cũng có lợn quay luôn. Hiện tại vừa rồi mình vừa mới đi ở dưới hội như sau nhá. Bây giờ thì hôm nay mình có gặp một bạn là cũng làm bên YouTube với mình. Thì hôm nay mấy anh em sẽ ngồi đây ăn. Đây ở trên đồi nha các bạn nhá. Có cái mâm ở bên dưới này. Thì hôm nay đi hội như này thì gần như là ở bên dưới kia. Hôm nay mình xuống kia ấy thì hết mâm rồi. Đây là cái mâm bàn. Nên là bây giờ mấy anh em ngồi trên một cái quả đồi này thôi. Quả đồi nhỏ mô ấy, nó đúng là cái mô hơn. Giải cái ít lá cây lên các bạn nhá. Giải lá cây lên và mua ít lợn quay. Và đặc biệt hôm nay thì đến cả cái cốc bán cũng không có thì anh em chế bằng cái gọi là cái thạch để ăn hết xong rồi uống rượu ở đây. Rượu thì có hẳn một túi cơ. Hẳn một túi rượu. Kia là lợn quay các bạn ơi. Thì thật sự là ở Lạng Sơn mình thì mình cũng quay rất là nhiều lợn quay rồi. Nhưng mà đi đâu thì mình sẽ thưởng thức một chút cái đặc sản lợn quay, xem mối vùng nó như thế nào các bạn nhá. Thì đây là cái miếng lợn quay đây. Đây thì hôm nay mua là chỗ này cũng gọi là ngon ba chỉ đúng không? Cái này gần ba chỉ thôi nhỉ. Chứ nó chưa phải là ba chỉ hoàn toàn. Thì chắc là hôm nay nó cũng hết lợn quay. Đây nha, mình sẽ thử một miếng này nhá các bạn nhá. Đây này. Mình sẽ chấm này. Nhìn đấy, nước chấm khá là đậm đà đấy. À, uống đi. Nghe em nhỉ. Đậm đà các bạn ạ. Hôm nay cũng cảnh đi quá làm tiếc. Cảnh ngon. Đây bây giờ mình sẽ chế cái này đã. Đây là bạn cái cầm ấy, một cầm. Đây hôm nay uống rượu này các bạn ơi. Rượu này nó bản sắc dân tộc chứ. Anh em uống rượu trương rừng các bạn ạ. Nào, em làm ly đi. Chúc các bạn sức khỏe nhá. Năm mới.
Cái thạch. À, rượu nặng ấy. Wow. Uống đến đâu biết đến đấy. À. Làm ly nhỉ. Hôm nay là không ngồi nữa mà trong tư thế là đứng nhá. Các bạn ơi, uống rượu nhá. Rượu trên Công Sơn nặng đấy. 40.000 mà. 40.000 đấy. À thế à. Nặng đấy. Rượu trên khác hơn. Ồ, không có nhiều loại. Nặng. Cái rượu nó củ trên máu xương nhưng nó êm. Cái hầm ở nhà lúc nãy mình uống. Cái rượu nó êm. Êm. Nó củ lâu rồi. 6 năm rồi, có độ 2 năm. To nhá, chẳng bé bé. Mình đang có mặt ở trên đồi nhá. Thì mình đã đi một vòng quanh lễ hội rồi. Thì bây giờ đến tầm này tầm khoảng hơn 1 giờ rồi. Hội nó còn ít thì mình sẽ kết thúc video ở đây nhá. Nếu mà bạn nào thấy hay thì có thể like, share, chia sẻ cho nhiều bạn bè mình biết hơn về cái lễ hội của đồng bào người Dao ở trên khu vực Công Sơn, Mộc Sơn. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.